Thanh Nguyên Acon, kênh nghiên cứu chuyên sâu về chiều cao cho người dưới 25 tuổi. Ok, hello bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Nguyên Acon. Thì đầu tiên á, mình có một cái khó huấn luyện viên cá nhân. Nếu mà bạn nào muốn thêm mình là huấn luyện viên cá nhân á, thì hãy kích vào phía dưới phần link mô tả để liên hệ với cái fanpage của mình nha. Thì á, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái set tập của người Hindi nha. Một set tập này gồm có 3 bài nha bạn, lại gồm 2 bài khởi động và 1 bài thể lực nha. Thì set tập này nó như thế nào thì mình xin phép được bắt đầu ngay bây giờ nhé. Like LeBron, though, or like Bonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me, I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do. Baby, please, think it through, drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes. Might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got a nice wrist, causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich, have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all, I just want it all, baby, we could ball, you just gotta fall, I could be your man, paying for your tan, and I'm your biggest fan, and you said this your jam, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always call me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like I roll up in a coupe, up in a Chevy. I'ma hit it in the back if she let me. And take your time, baby, getting ready. I want you looking fine, or looking sexy. Yeah, yeah. I be turning up. Got no ID, but she cute as fuck. So I told her she could kick it, but I said she couldn't touch. Now all she wants to do is kiss and hug. I could go all day, I'ma do my thing. I'ma stay ballin', like it's my driveway. I'ma go all in, party like Friday. I'ma take this day, turn it to my day. Oh, oh, she love me. Sipping bubbly, champagne, cocaine, kiss and hug me. It ain't nothing, dropping money. Okay, all day, getting lucky. Yeah, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm Walter. She always call me, I never call her. Oh yeah, I'm living this life like a baller. Yeah, you can catch me in the studio. Yeah. And you'll hear me on the radio. Yeah, you'll hear me too. Okay, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay á, hãy like và share cho mọi mình nhé. Xin chào các bạn.